Chuyển sang phần tin quốc tế, mới đây Lamborghini đã cho ra mắt siêu phẩm tốc độ Huracán Técnica. Sau đây là những thông tin chi tiết. Huracán Técnica chia sẻ chung khối động cơ 5.2 lít công suất 640 mã lực của phiên bản STO, sẽ sinh mô men xoắn 565 Nm tại vòng tua 6.500 vòng trên 1 phút. Sức mạnh của chiếc xe đồng hành cùng âm thanh phấn khích tạo ra từ hệ thống ống xả được tinh chỉnh lại, bên cạnh độ cách âm nội thất đã được cải thiện tốt hơn. Ngoại thất của Huracán Técnica được hiệu chỉnh lại một cách tinh tế với hiệu ứng thị giác ấn tượng. Mỗi mẫu xe đại diện cho phong cách sống năng động và một cỗ máy hiệu suất cao dành cho trường đua. Phần đầu xe mạnh mẽ, kết hợp cùng đôi vai cơ bắp và tuy chọn mui xe bằng sợi carbon. Ốp cản trước được đặt thấp hơn, cho phép điều chỉnh luồng gió vào bánh xe nhằm cải thiện lực ép xuống mặt đường và khả năng làm mát. Đuôi xe có các khe điều tiết hướng gió. Lamborghini đem đến trang bị ghế thể thao có khả năng điều chỉnh, thiết kế cửa ra vào trọng lượng nhẹ, giao diện thông tin giải trí HMI dành riêng cho Huracán Técnica. Bản đồng hồ Tableau được tinh giản, màn hình trung tâm bổ sung thêm nhiều tính năng dành cho vị trí ghế phụ, bao gồm khu vực hiển thị các thông số thời gian thực từ hệ thống LDVI, khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa.